Tiếp tục đến với diễn biến bộ phim Tuyệt Thế Đường Môn tập 15. Hoắc Vũ Hạo đồng ý tu luyện hồn đạo khí. Theo cậu thì hồn đạo khí có chỗ kỳ diệu riêng của nó. Nó có thể thay thế ám khí đường môn, trở thành vũ khí mà các quốc gia trên đại lục coi trọng nhất. Như vậy, uy lực của hồn đạo khí chắc chắn sẽ không nhỏ. Vừa hay vũ hồn của cậu là hệ tinh thần. Thiếu thủ đoạn tấn công, nếu có hồn đạo khí phối hợp thì sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng nên hồn đạo khí rất thích hợp cho cậu. Tuy nhiên, mấu chốt là vũ hồn viện có cho cậu chuyển qua bên hồn đạo viện để học tập hay không mà thôi. Bởi vì đoàn đội của Hoắc Vũ Hạo là quán quân của khảo hạch tân sinh, phần thưởng dành cho đội quán quân qua các năm là không giống nhau. Qua ngày hôm sau, tất cả tân sinh thông qua khảo hạch đều được tập trung tại quảng trường để tiến hành nghi thức phần lớp. Ngôn viện trưởng bước ra phát biểu, tuyên bố phần thưởng dành cho các đội. Đứng thứ 3 là đoàn đội của Hoàng Sở Thiên, thứ 2 là đoàn đội Đới Hòa Bân, vị trí thứ nhất đương nhiên là đoàn đội của Hoắc Vũ Hạo. Lúc đăng ký tên đội thì bọn họ đã lấy tên của cậu làm đội trưởng, nhưng bây giờ ngôn viện trưởng lại đột nhiên gọi Vương Đông là đội trưởng, tên của Hoắc Vũ Hạo thì xếp cuối cùng. Ba người vô cùng thắc mắc, rõ ràng là ông ta cố tình gọi sai tên đội của mình. Thành viên trong ba đoàn đội đứng ba hạng đầu đều được tặng một cái hồn hoàn. Đội quán quân thì có thêm một phần thưởng đặc biệt. Đồng thời học viện cũng đã phê chuẩn cho một vài học sinh ưu tú làm đệ tử hạch tâm của Vũ Hồn Viện. Rất nhiều người được gọi tên, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo, điều này làm cho cậu bất ngờ và buồn bã. Chú ý cũng không hài lòng với kết quả này. Đến phần chia lớp, Hoắc Vũ Hạo vẫn cùng với Vương Đông và Tiêu Tiêu cùng một lớp, vẫn là chú ý chủ nhiệm. Ngoài ra còn có thêm những thành viên khác của đoàn đội Đới Hoa Bân và đoàn đội Hoàng Sở Thiền. Đoàn đội Vương Đông đi theo ngôn viện trường để nhận phần thưởng. Ông khuyên Hoắc Vũ Hạo đừng đặt nặng chuyện vừa rồi trong lòng. Nếu như cậu có biểu hiện xuất sắc trong khảo hạch năm 2, thì học viện sẽ cân nhắc thăng cho cậu trở thành đệ tử hạch tâm. Ông lấy ra một cái hộp, bên trong là một khối hồn cốt chân trái. Sau khi dùng hợp sẽ có thể khiến tốc độ của hồn sư tăng lên, đồng thời có được một kỹ năng tấn công phát động từ chân trái. Phần thưởng chỉ có một nên ba người sẽ phải xác định xem ai sở hữu nó. Hai người đều đồng ý để hồn cốt cho Hoắc Vũ Hạo. Lần này, cậu phát huy tác dụng lớn nhất, đáng nhận phần thưởng này. Hơn nữa, ngôn viện trường còn keo kiệt không cho cậu xuất làm đệ tử hạch tâm. Đây coi như là quà của cậu. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo lại từ chối. Tiêu Tiêu là người phù hợp nhất nên cậu đã nhường nó cho cô bé. Sau một hồi từ chối qua lại thì hồn cốt cũng được đưa cho Tiêu Tiêu. Chú ý dẫn ba người đi ăn uống, đây coi như là phần thưởng của bà. Ngoài những món ăn ngon này thì bà cũng có thêm phần thưởng nữa, cũng là một khối hồn cốt tay trái. Phẩm chất tuy bình thường nhưng có một loại đặc tính dung hợp, có thể dung hợp hai khối hồn cốt có thuộc tính gần nhau thành một. Nếu trực tiếp hấp thu, có thể gia tăng hồn lực lên 5%. Vương Đông muốn nhường nó cho Hoắc Vũ Hạo, vừa hay Thiên Mộng Băng Tầm cũng muốn Hoắc Vũ Hạo dùng nó, thế là cậu không từ chối nữa. Ăn uống xong xuôi, Vương Đông và Tiêu Tiêu được yêu cầu về trước, còn Hoắc Vũ Hạo thì được chú ý giữ lại để nói chuyện. Bà cho rằng hành động của ngôn viện trưởng là tự để cho mình thua thiệt. Thiếu đi một đệ tử hạch tâm như cậu là tổn thất cho Vũ Hồn Viện. Vũ hồn linh mâu của cậu rất đặc biệt. Vũ Hồn Viện cho rằng hồn thú thuộc tính tinh thần thừa thớt khiến cho bước đầu tu luyện bị hạn chế. Nhưng bà lại cho rằng Đấu La Đại Lục phát triển đến bây giờ sớm đã có biện pháp bù đắp việc không đủ hồn kỹ. Ý của bà là hồn đạo khí. Chỉ có điều hồn lực của cậu bây giờ lại quá yếu, hồn hoàn lại không đủ lực công kích. Cho nên cậu cần phải học tập hồn đạo khí và cố gắng gia tăng hồn lực. Chú ý được cậu tiến vào hồn đạo viện. Phạm Vũ muốn cậu thể hiện năng lực thăm dò để kiểm tra. Phạm vi lần này đã tiến bộ hơn lần trước rất nhiều. Phạm vi bao trùm đã đạt tới 121m. Chỉ cần hồn lực tăng lên thì khoảng cách càng tăng. Phạm Vũ lập tức yêu cầu cậu phối hợp tác chiến cùng với Thái Đầu. Hoắc Vũ Hạo sử dụng tinh thần lực cộng hưởng để thăm dò, còn hắn thì sẽ sử dụng hồn đạo khí tấn công mục tiêu. Nhờ có sự hỗ trợ này, Thái Đầu đã hoàn thành bài kiểm tra vượt xa mong đợi. Mỗi một phát bắn đều chuẩn xác, tốc độ giải chiếu cũng cực kỳ nhanh. Nội dung tập phim đến đây là hết rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn đón xem các tập tiếp theo nhé! Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!